là việc số 1 đấy, là em lắng nghe. Lắng nghe là có nghĩa là dùng toàn bộ ngũ căn tập trung vào nghe, xong lắng lại xem họ muốn gì, họ sợ gì. À, xong định vị cái trí tuệ của họ là họ chỉ hiểu biết đến đâu. Định vị cái điểm nhạy cảm của họ là họ sợ cái gì, họ ghét cái gì. Đấy, thì có thường là cái người giao tiếp một cách khôn ngoan thì thường người ta phải định vị được đối phương. Còn nếu mà em chơi với bạn em nhiều năm mà em còn không biết bạn em thích cái gì, ghét cái gì, thì bản chất em là người vô tâm. Xong bước thứ hai là mới xác định tuệ của họ nằm ở đâu, họ nỗ lực chịu khó làm sao, thì mình căn cứ vào đó thì mình tiếp thêm cho họ những cái thứ mình biết, nhưng nằm trên cái nền tảng mà họ có. Ví dụ nếu mà họ cao độ khoảng 1,5 m thì thôi mình kéo dài ra 1,55 m thôi, thì tránh tình trạng cao 1,5 m mà kéo dài 1,7 m là nó nìa xương ra, có phải không? Vậy thì nếu mà trí tuệ của người ta nó là A thì mình chỉ làm A cộng thôi, họ là B thì mình làm B cộng thôi, để tránh tình trạng là mình nói những thứ nó xa vời, nó không thiết thực với cuộc sống của họ. Thì các mối quan hệ đấy dần dần nó sẽ, một là nó trở thành lý thuyết suông thì họ không chơi với mình nữa, hai là nó trở thành những chạm vào những cái nỗi sợ hãi của họ, thì dần dần các mối quan hệ nó sẽ không được hàn gắn. Vậy thì bây giờ việc đầu tiên là em thay đổi chính mình bằng cách lắng nghe, thấu hiểu họ. Trong bước thứ hai em dùng tuệ lực của em là em độ được họ đến đâu thì em độ, mà nếu không độ thì mình khiêm tốn, mình ngồi mình học họ cũng được nhá. Thì tránh tình trạng là tất cả các cuộc gặp là mình chỉ tập trung thỏa mãn cái cảm xúc của mình mà quên mất là chúng ta bước trên dòng đời này, gặp mỗi người là việc đầu tiên là mình cho họ, cho đi cho họ cái niềm vui, cho đi cho họ những cái trí tuệ mà mình có. Sau đó thì mình mới nhận lại được cái tình yêu thương, được các mối quan hệ nó hàn gắn. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Về mặt bản chất thế này, đầu tiên chúng ta phải xác định là cái rách của các mối quan hệ đi, đúng không? Là cái gì đã? Xong bắt đầu mình mới tìm là nguyên nhân để chữa rách, đúng không? Thì nó lành, đúng không? Vậy thì đầu tiên các cái mối quan hệ thì nó xuất hiện bởi bởi có ba cái nguyên nhân chính thôi. Một cái nguyên nhân chính là mình chạm vào đúng cái phần mà mong muốn và cái nỗi sợ của người ta, tức là mình chạm vào cái phần mà nỗi sợ hãi của phần tâm. Ví dụ như là người ta không muốn mất tiền, thế mà mình rủ người ta đi nhậu thì có phải cũng làm cho người ta sợ phải chia tiền, đúng không? Hay là người ta không muốn làm một cái việc mà người ta cho rằng là một cái việc ABC nào đó mà người ta không thích, thế là mình cứ dí cho người ta làm. Thế thì đầu tiên là mình chạm vào nỗi sợ phần tâm của người ta. Hai là mình chạm vào nỗi sợ của phần tuệ của người ta, tức là mình rủ người ta đi vào một cái đi làm một cái gì đó mà họ không hiểu biết thì họ rất là sợ. Hoặc là mình muốn giải quyết một vấn đề gì đấy cho họ, mặc dù mình rất là nỗ lực mình muốn giải quyết cái vấn đề đấy cho họ, tốt cho họ, nhưng mà họ lại không hiểu mình, tức là họ không đủ tuệ để họ hiểu á, thì có khi họ lại quay sang họ giận ngược mình, đúng không? Hoặc là mình thấy cái này nó hay quá, mình muốn dạy cho họ tốt lên, nhưng tuệ của người ta nó không đủ năng lực để người ta tiếp nhận và làm khổ người ta, giống như kiểu mình lôi con chó và mình dạy nói tiếng Việt đi, thì cuối cùng là mình cũng rất là tốt với con chó thôi, nhưng mà tội nghiệp con chó vì nó học có được đâu. Thì cũng đấy là cũng là một thứ mà làm chạm vào cái nỗi sợ của phần tuệ của người ta. Và cái cuối cùng là phần thứ ba là chạm vào nỗi sợ của phần thân của người ta. Ví dụ như là người ta lùn mà ông lại nỡ, ông bảo là nhất lẽ nhìn lùn nào, thì cũng chạm vào người ta rất là khó chịu. Hay là người ta không có biết chơi gốc mà mình lại cứ nói chuyện về chơi gốc từ đầu đến cuối, thì rõ ràng là làm cho người ta cái môn đấy nó không phải là môn sở trường của người ta, thế mà mình lại cứ rủ người ta chơi cái môn đấy, thì rõ ràng là chạm vào nỗi sợ hãi của người ta. Bởi vì rất ít người trí tuệ mà họ sẵn sàng bù lấp cái phần mình thiếu, mà họ đã biết là sẵn sàng bù lấp cái phần mình thiếu để đối mặt, thì những người đấy đã là người trí tuệ rồi. Còn đa phần trong chúng sinh thì người ta đều là người không trí tuệ, tức là chạm vào đúng cái điểm yếu của người ta là người ta sợ, và người ta mình hay còn gọi là người đấy là người dễ nhạy cảm. Thì chúng ta phải nhìn thấy cái vấn đề là
họ sợ những cái thứ đó. Vậy thì nguyên nhân là mình chạm vào những thứ đó của họ, mình chạm vào những thứ đó của họ, thì thường là cái bộc lộ của cái sự mà các mối quan hệ nó bị rạn vỡ thì nó bắt đầu bằng từ cái việc là một là họ không thích, họ không thích. Đến tầng cao hơn là họ phản đối. Đến tầng cao hơn nữa, thậm chí là họ quay sang họ ghét cả mình. Thế thì thậm chí là các cái trạng thái trong cái cảm xúc của họ khi bắt đầu nó bị tan vỡ các mối quan hệ, nó bắt đầu từ cái việc họ không thích những thứ của mình. Xong đến bước thứ hai là họ phán xét những thứ của mình, họ phản đối. Bước thứ ba là họ ghét chính mình luôn. Xong bước thứ tư là họ còn mong cho mình chết. Ví dụ như mình khoe nhà to, xe đẹp thì đến lúc mà mình mà phá sản, họ mừng gần chết luôn. Đấy. Mình cứ khoe là mình khỏe với mình đẹp trai với thế nọ thế kia, đến lúc mình ốm bệnh, mình nhìn nó hốc hác, họ mừng gần chết luôn. Họ bảo cho đáng cái đời nhà mình đi. Có phải không? Vậy thì nó ở những cái trạng thái đấy. Vậy thì để muốn hàn gắn những cái vết đó, thì nguyên tắc của hàn gắn là bắt buộc là bây giờ mình họ tiếp xúc lại với mình. Thì việc đầu tiên là mình phải thay đổi từ chính trong cái tâm của mình, cái tuệ của mình và cái phần thân của mình. Tức là mình phải thay đổi cả ba cái phần thân, tâm, tuệ của mình để hướng đến thỏa mãn cho họ. Còn trước đây thì do mình vô minh, thì trong các mối quan hệ thì thường thì mình tập trung và thỏa mãn mình, chứ không phải tập trung để tưới tắm cho họ, để làm cho họ vui, họ giá trị trong mỗi một cuộc nói chuyện. Thế thì bây giờ để mà thay đổi được cái việc đó thì có mấy cái bước trong giao tiếp. Là việc số 1 ấy, là em lắng nghe. Lắng nghe là có nghĩa là dùng toàn bộ ngũ căn tập trung vào nghe, xong lắng lại xem họ muốn gì, họ sợ gì. Xong định vị cái trí tuệ của họ là họ chỉ hiểu biết đến đâu. Định vị cái điểm nhạy cảm của họ là họ sợ cái gì, họ ghét cái gì. Đấy thì có thường là cái người giao tiếp một cách khôn ngoan thì thường người ta phải định vị được đối phương. Còn nếu mà em chơi với bạn em nhiều năm mà em còn không biết bạn em thích cái gì, ghét cái gì, thì bản chất em là người vô tâm. Thế thì bây giờ việc đầu tiên là thôi thì mình không phán xét, không để ý các mối, những cái dạng nứt cũ. Mà bây giờ trong một cuộc nói chuyện, bắt đầu từ một cuộc nói chuyện mới tinh cũng vậy, thì mình việc đầu tiên là mình lắng nghe đã. Nghe xem thực sự bạn mình muốn gì, đối phương bên đằng trước mặt mình họ muốn cái gì. Xong bước thứ hai là mới xác định tuệ của họ nằm ở đâu, họ nỗ lực chịu khó làm sao, thì mình căn cứ vào đó thì mình tiếp thêm cho họ những cái thứ mình biết, nhưng nằm trên cái nền tảng mà họ có. Ví dụ nếu mà họ cao độ khoảng 1.5m thì thôi mình kéo dài ra 1.55m thôi, thì tránh tình trạng cao 1.5m mà kéo dài 1.7m thì nó nìa xương ra, có phải không? Vậy thì nếu mà trí tuệ của người ta nó là A thì mình chỉ làm A cộng thôi, họ là B thì mình làm B cộng thôi, để tránh tình trạng là mình nói những thứ nó xa vời, nó không thiết thực với cuộc sống của họ. Thì các mối quan hệ đấy dần dần nó sẽ, một là nó trở thành lý thuyết suông thì họ không chơi với mình nữa, hai là nó trở thành những chạm vào những cái nỗi sợ hãi của họ, thì dần dần các mối quan hệ nó sẽ không được hàn gắn. Vậy thì bây giờ việc đầu tiên là em thay đổi chính mình bằng cách lắng nghe, thấu hiểu họ. Trong bước thứ hai em dùng tuệ lực của em là em độ được họ đến đâu thì em độ, mà nếu không độ thì mình khiêm tốn, mình ngồi mình học họ cũng được nhá. Thì tránh tình trạng là tất cả các cuộc gặp là mình chỉ tập trung thỏa mãn cái cảm xúc của mình mà quên mất là chúng ta bước trên dòng đời này, gặp mỗi người là việc đầu tiên là mình cho họ, cho đi cho họ cái niềm vui, cho đi cho họ những cái trí tuệ mà mình có. Sau đó thì mình mới nhận lại được cái tình yêu thương, được các mối quan hệ nó hàn gắn. Đoạn này Phung La có hiểu không? Dạ vâng, em hiểu rồi thầy. Được nhé. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Dạ. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn.